đề qua manu xa năng Đức Thế Tôn hiệu sát tha đề qua manu xa năng bởi ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Bút thô Đức Thế Tôn hiệu Bút Thô bởi ngài đã giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với. Phá La Hoa Tí Đức Thế Tôn hiệu Phá La Hoa bởi ngài đã siêu xuất tam giới, tức là ngài không còn luân hồi lại nữa. Nát thi mê sa ra năng anh nhân bút thô mê sa ra năng quá răng ê tê na sắc cha quách chê na hồ tu mê cha gia mặn gá lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, nên con phải lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Xóa hoa ca tô phá ra hoa ta thâm mô, nghĩa là tám tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã cầu truyền y theo chánh pháp. Thâm mô là pháp thánh có chín hạng, bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Sanh đức thi cô là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc, bởi nhờ kiến tánh, chẳng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. A ca lý cô là pháp đầu cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. E hi ba si cô là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng quả cho kẻ khác biết được. Ô ba na di cô là pháp của chư thánh đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Bát chất tăng quê đi tắc bồ huynh nhu hi là pháp mà các hàng trí tuệ nhất là bậc thượng trí được biết, được thấy tự nơi tâm. Nát thi mê sa ra năng anh nhàn thâm mộ mê sa ra năng quá răng ê tê na sắc cha quách chê na hồ tu mê cha gia mạnh gá lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Su ba ti ba nô pha ga wa tô sa wa ca san khô, tăng là các bậc thinh hân đề tự Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. U chu ba ti ba nô pha ga wa tô sa wa ca san khô, tăng là các bậc thinh mang đề tự Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Ya ya ba ti ba no pha ga wa to sa wa ka san kho, tăng là các bậc thinh mang đề tự Phật, các ngài đã tu hành để giác ngộ niết bàn, là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Sa mi chi ba ti ba no pha ra qua tô xa qua cá săn khô, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Gia đi đằng chát tà ri bú ri sa yu gà ni, tăng nếu đến đôi thì có bốn bậc tăng đà đặc đạo cùng quả tu đà quần, tăng đà đặc đạo cùng quả tư đà hàm, tăng đà đặc đạo cùng quả a na hàm, tăng đà đặc đạo cùng quả a la hán. Atta bu sa bu ga la, tăng nếu đến chiếc thì có tám bậc tăng đà đặc đạo tu đà quần, tăng đà đặc quả tu đà quần, tăng đà đặc đạo tư đà hàm, tăng đà đặc quả tư đà hàm, tăng đà đặc đạo a na hàm, tăng đà đặc quả a na hàm, tăng đà đặc đạo a hán, tăng đà đặc quả a la hán. Ê sa pha ra qua tô sa qua ca san khô, chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. A hù này vô, các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thi ở phương xa, đem đến dâng cúng cho những người có giới hạn. Ba hù này vô, các ngài đang thọ lãnh của tinh thi mà họ dành để cho thân nguyện cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài. Đặc khi này vô, các ngài đáng thọ lãnh
của tinh thị tinh lý nhân quả đem đến dân cùng. Anh chá lý cá ra ni vô, các ngài đảng cho chúng sanh lễ bái. Anutta rằng quân nhắc khét tăng lô cát xa, các ngài là phước điện của chúng sanh không đâu bị kịp. Nạc thi mê xa ra năng anh nhân sanh cổ mê xa ra năng quá răng. Ê tê na sắc cha quách dê na hồ tu mê cha gia mặn ra lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo chỉ có đức tăng là quý bảo. Nên con phải lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Quanh đà mi chê thi dân sập băng sập bát thà nê sô bát tích thi tăng. Sà rì rì khá thà tô ma hà bồ thình. Quýt thà rù băng sà ca lăng sà đà. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Cha ra thầm mồm hi cha rằng anati tô, pha già thi thầm mồm hi pha già thình anati tô, marana thầm mồm hi maranang anati tô, sắp bê hi mê bi dê hi mana. Ma na bê na na pha wo vi na pha wo cầm mắt sa com hi cầm ma đa ya đô cầm ma yo hi cầm ma ban thu cầm ma ba ti sa ra no yang cầm mang ca ri sa mi cầm ya năng wa ba ba căn wa tát sa đa ya đô pha vi sa mi ê quan âm hê hi a phình hằng bắt cha quét khi tập bằng thế tôn lời giải thọ tường năm điều quán tường phải thường xét ra ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lục qua canh tạng ta đây. Ta đây phải chịu phân ly nhân vật quỷ mệnh, ta đi biệt mà, ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bẩn theo hình, ta thọ quả báo, phân minh kết thành. Sắp bê sát ta áo quê ra hồn, tu su ghi ta hồn, tu nít đục khà hồn, tu áp dạ bất cha hồn, tu á ni khà hồn, tu đi khà dú khà hồn, tu á rô gà hồn, tu sâm bát tì, hi sa mít chanh, tu su khi áp ta năng, ba ri ha ràn, tu đục khắp bát ta cha nít đục khà, phá dập bát ta cha ni phá dạ, sô khắp bát ta cha ni sô ca hồn tu sắp bề bi ba. Sống lâu đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bây giờ xin đạo tràng cùng với con đọc tắt bạch để được tạo trì tâm quy và ngũ giới ạ. U ca sa ma văn phạm tê quy sùng rạc ca na ca ya ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin tạo trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích.
U ti dầm bi ma dằn phàn tề quy sùng quy sùng Rakhanatha yati sarane nasa ban jasi la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhị. Tati dầm bi ma dằn phàn tề quy sùng Rakhanatha yati sarane na sa ban cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Và con kính cung thỉnh ngài, xin ngài truyền tâm quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Hai Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Khai Ya. Anh cho kiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nét nam mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Kính chào chư thiện nam tín nữ. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sở năng gần chế hà mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sở năng gần chế hà mi con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn khắc sở năng gần chế hà mi con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đủ tì dòng bị bụt đăng sở năng gần chế hà mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đủ tì dâm bị đắm mong sở năng gà chá hà mi con em hãy lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đủ tì dâm bị sẵn khắn sở năng gà chá hà mi con em hãy lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tạ tì dâm bị bụt đăng sở năng gà chá hà mi con em hãy lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ thì dâm bị đắm mong sở năng gà chá hà mi con em hãy lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ thì dâm bị sân khăn sở năng gà chá hà mi con em hãy lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt thằng sa ra năng gà chá hà mi con em hết lòng thành kính xin quy Phật. Thâm mạng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang khăn sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti dầm bi bút thằng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhị. Đu ti dầm bi thâm mạng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhị. Đu ti dầm bi sang khăn sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhị. Ta ti dầm bi bút thằng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dầm bi thâm mạng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành xin quy y Pháp lần thứ ba. Ta ti dầm bi sang khăn sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Ti sa ra năng ni thi tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bi nhiều. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Ma na thi ba ta về đàm anh y sẽ khó với năng sa ma dạ mi còn xem với những điều học là quy tránh xa sự sát sanh à định ai đai na về là mạnh đi kho với năng samadhi dạ mi còn xuyên quanh về điều học là quy cảnh xa sự trộm cắp
cha cha ra về ra mà đi sẽ khó với năng samadhi mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự tà hạnh mu sa wa da về ra mà đi sẽ khó với năng samadhi mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự nói dối sura me rayama chapama dathana veramani sikhap nang samadhi yami. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tánh ta si dị uống rượu và các chất say. Bà na ti bà ta về ramani sikha ba đăng samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tinh xa sự sát sanh. A đình na đa na quê ra ma ni sức ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tinh xa sự trộm cắp. Ca mê su mít cha cha ra quê ra ma ni sức ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tinh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da we ra ma ni sit ka ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma cha ba ma đắc tha na we ra ma ni sit ka ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. I ma ne ban cha si ka ba da ne sa tu kang ka toa ngap ba ma de na ne cha ka lang sa ma ra ki ta pang chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ráng ban giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Sì lê na su ga tin yon ti sì lê na phu ca sam ba da sì lê na ni pu tin yon ti ta sa ma sì lăng vị so tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhầm niết bàn, cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luộc cho trong sạch đừng để lầm nhờ. Sa thủ sa thủ lạnh thai Uttamang ghe na hoàn đề hằng bà đa bằng sùng quá Uttamang Bụt thể vô khá lý tổ đô sô bút thô Kha ma tu tăng ma mặn. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô vi phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bả tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng thâm anh cho đu vi thằng qua rằng thâm mê vô khá lý tô đô sô thâm mô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hạnh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng sanh khanh cha đô vi đô ta măng sanh khê vô kha li tô đô sô sanh khô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thành tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con kính dâng đức cho ngài Tứ Đức để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con được trọn phước báo ạ. À.
Sarasmime Buddhase Tho Sariputto Chadakhine Vam Angse Mokkala No Purato Vidakanta Yang Bacchime Mama Anando Kina Sawa Chatundisa Samanta Lokabala Chinda Deva Saprammaka Ete Sangha Nupave Nesabbe Phayau Bandhava Aneka Antaraya Pivinasantu Asem. Sa Tô Đức Phật ngự trên đầu, vai mặt Xá Lợi Phất và trái kiền liên hầu. Trước mặt là Tam Tạng, sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán, để thích lẫn cận thiên do oai lực pháp màu. Hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Soa thật là thô chú kỳ tổ vô rô nô hô bô tát sa sa nê a rô vô chú kỳ tổ hôi sa hạ sa bế nhà tí phi sa a tha la tha chú kỳ tả vô rô nô hô bô tát sa sa nê a rô ga chú kỳ tả hôi sa hạ sa bế nhà tí phi tệ a tha la tha chú kỳ tả vô rô nô hô bô tát sa sa nê a rô ga chú kỳ tả hôi tát sa hạ sa bế Hiện nhà tị khuyên cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bình hoàng, được an cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thù lành thai, a kha sát tha chế phum mắt tha. Devanavyamuttika Bunyang no anumodan tu chi rang rak kan tu sa sanang Akasattha cha phummattha Devanagamuttika Bunyang no anumodan tu chi rang rak kan tu no garu Akasattha cha phummattha Devanagamuttika Bunyang no anumodan tu chi rang rak khanh tu nhà ta vô a ca sát tha cha phum mắt tha đề hoa na ga mất ti ca bốn nhân nô anh nô mô đàn tu chi rằng rập khanh tu ba ni nô a ca sát tha cha phum mắt tha đề hoa na ga mất ti ca bốn nhân nô anh nô mô đàn tu chi rằng rập khanh tu nô sa đà Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hậu trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyền thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tụ đạo màu tu hành tinh tận, ngọ hầu vô sanh. Văn kinh chí cú sa la cam măng cách tắc băng Kỳ ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa Ti đa sê su ra tăng ca tăng Dê sát ta san nhi no a thi dê Cha sát ta a san nhi no ca tăng Quân nhã phá lăng mây hằng Sập bê phá ghi phá oan tu tê Dê tăng ca tăng su y đi tăng đinh năng Quân nhà phá lăng ma gia dê Cha ta ta na cha nan ti đê hoa ganh tòa Ni huệ đa dung sập bê lô cầm hi dê Sập ta chi quan ta ha ra e tu ca Ma nun nhăn phô cha năng Sập bê la phan tu ma ma chê Ta sa tí phước căn con đã tạo thành do thân cầu ý tu hành giáo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đỡ lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian tha bạ chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu Xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được rải lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lệnh chung hưởng được phước quý cũng dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước bảo cũng dường
hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng nô nha ti năng hồn tu su khi ta hồn tu nha ta vô. Phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, con xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của con đã quá vãng rồi. Cầu xin cho tất cả các vị ấy hằng có được sự yên vui. Y đăng quá mê buôn nhăn a sa quá kha gia quá hằng hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ nằm nơi tâm. Dạ. Con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tâm quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Dạ, phước báo nào có được ngày hôm nay con cũng kính dâng đến Ngài Trí Đức. Cầu mong phước báo này gia hộ cho Ngài luôn được mạnh khỏe và an vui trong đời sống phạm hạnh. Con cũng kính chia phước báo này đến đạo tràng Pháp Hội, mong rằng quý vị quan hệ thọ dụng đồng đều nhau cả thải. Mong rằng phước báo này gia hộ cho quý vị luôn được tinh tấn tu tập để sớm thành tựu được y như ý nguyện. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẹ, con kính dâng mít trở lại cho Ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Trước tiên kính lễ Chư Tôn, kính Đức Tăng, chung những đức nam mà chúng tôi không được rõ. Xin chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Xin chào Sít Meta, Sít Hồng Nhật, Sít Nhật Quỳnh, Sít Hồng Mai, Sít Trang Thư, Đạo Hữu Hoa Sa La, Sít Hạnh Kiểm, Sít Thi Lâm, Quỳnh Giang Nhật Hà, Đạo Hữu Các Rút Na, Sít Duyên, Sít Kim, Chị Tờ Man, chị Tina, chị Thiện Vũ, chị Thanh Hoàng và Quỳnh Châu Phan và chị Tô Thị Phúng. Alo, quý vị nghe âm thanh rõ không ạ? Trước khi lễ bái tăng dương ân đức Phật Pháp Tăng, cũng xin báo với quý vị, nếu quý vị thấy cái nick mà Phật Pháp Online mà PM đối với quý vị ha, thì đó không phải chính là cá nhân chúng tôi ha. Cái nick Phật Pháp Online đã bị nhốt chính trong cái room này, xuất hiện hôm trước ha. Thì cái nick Phật Pháp Online đã xuất hiện và đó không phải chính cá nhân chúng tôi. Nếu cái nick mà Phật Pháp Online PM cho quý vị thì quý vị hãy cảnh giác. Đó không phải là cá nhân chúng tôi, mà một người nào đã mạo nhận và đã lấy cái nick đó. Hiện giờ thì cái room, cái nick chủ room đã nhốt cái nick Phật Pháp Online Nhưng mà cũng có thể PM cho quý vị được. Nhưng mà khi PM như vậy thì quý vị hãy hiểu rằng đó không phải là cá nhân của chúng tôi ha. Rồi, trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, câu Phật ngôn đầu tiên thì theo nghi thức lễ bái tam bảo, tăng dương ơn đức tam bảo. Bụt thù ma hê si a ra hằng ta tha ga tô lô cô ta mô sắp ba ga rù hí chê ta cô lô ca sa sa tha cha na đầm ma cô quý đồ quần đà ma hành tầng na ra phụ. Cha này giác cần, Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đau sanh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Tử đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin lãnh lập ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường.
tham mô bất đi bồ yết ta sa sa tu nô lô ca nó mình thái sa quy na ca rô cô sắp và nhiều bất thấp bất đi phù thí sanh nhã tô hoàn đà mã hành tầng đã ra phù cha này gia cần pháp bảo vi nhãn vàng như lai soi sáng vẹt màng vô minh phá tan làm đặc dụng sinh để dùng phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lãnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô su thô su ca ta sa sa wa cô sik kha su ca mô wa ca tham ma sik ta cô nin đa bất sân sa di ha na đa rô wa rô vần đà ma hành tăng đa ra phù. Chân này giác gần tăng bảo thinh văn Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần xa lìa thể pháp phàm văn ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà nát thái giá tê chê nát sức kha mê ê tu quá thà nàng tá xà bí à nú phà quê nát xá hát xà dê nát sức chạch tú. Con xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bích Hải Giá. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong, bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Trong hội chúng của chúng ta cũng không có nhiều thành phần mới đến ha, mà chúng ta đã theo một cái nề nếp, theo một cái quy củ, một cái trình tự, và chúng ta áp dụng theo cái hình thức cũ ha. Tức là cái học không thay đổi, cái học không thay đổi, bởi vì trình độ của quý vị đã tiến bộ. Chúng tôi không thể đi lại từ đầu bằng cách như đầu năm hoặc là nửa năm trước, mà quý vị cứ nghe âm thanh rõ và liên tục ha, có nghĩa là chúng ta cứ thế mà làm ha. Bây giờ câu Phật ngôn số 1 chúng ta học trước ha, rồi thắc mắc hay cái gì hỏi sao. Đó là điều mà chúng tôi mong quý vị tiếp thu, đó gọi là kinh pháp cú. Thì nhiều khi cái ý nghĩa chúng tôi cũng thu cái ý nghĩa của kinh, chứ không phải đi vào duyên sự hay là một bài pháp mà nói lên cái câu Phật ngôn số 1 chia sẻ. Thì ở đây nếu mà câu Phật ngôn này phải dùng ví dụ pháp thì chúng ta mới hiểu được cái tâm, cái ý của chúng ta là như thế nào, và cái lộ trình tiến triển của tâm, của ý ra sao. Thì trong cái vấn đề, cái phần danh này nó rất là tế nhị. Nhưng mà đây được giảng giải trên cái ý kinh, chúng ta chỉ hiểu qua ý nghĩa của kinh nhiều hơn là ví dụ pháp. Rồi bây giờ chúng ta học ha. Mát nô búp bằng gáp ma thầm ma, mát nô búp bằng gáp ma thầm ma, mát nô búp bằng gáp ma thầm ma. Câu số 2, mát nô xếp thà, mát nô mát già, mát nô xếp thà, mát nô mát già, mát nô xếp thà, mát nô mát già. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Mát nô búp bằng gáp ma thầm ma, mát nô xếp thà, mát nô mát già. Mát nô búp bằng gáp ma thầm ma, mát nô xếp thà, mát nô mát già. Mát nô búp bằng gáp ma thầm ma, mát nô xếp thà, mát nô mát già. Bây giờ chúng ta qua cùng 3, cùng 4. Mana sa che bát đút thề na, mana sa che bát đút thề na, mana sa che bát đút thề na, pha sati wa.
ca rô ti wa pa sa ti wa ca rô ti wa pa sa ti wa ca rô ti wa. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Mana sa che ba du thề na pha sa ti wa ca rô ti wa. Mana sa che ba du thề na pha sa ti wa ca rô ti wa. Mana sa che ba du thề na pha sa ti wa ca rô ti wa. Bây giờ câu 5, câu 6. Ta thù năng đúc khắc mạnh về tí. Ta thù năng đúc khắc mạnh về tí. Ta thù năng đúc khắc mạnh về tí. Câu 6. Chắc cần quá quá hát tù bác đằng. Chắc cần quá quá hát tù bác đằng. Chắc cần quá quá hát tù bác đằng. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 5 và câu 6. Ta thù năng đúc khá mạnh quê tí chắc cần quá quá hát tù bác đằng. Ta thù năng đúc khá mạnh quê tí chắc cần quá quá hát tù bác đằng. Ta thù năng đúc khá mạnh quê tí chắc cần quá quá hát tù bác đằng. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha. Câu ở đây tới 6 câu ha, hơi dài ha, nhưng mà tùy khả năng quý vị có thể đọc một lần hai câu ha. Bởi vì cuối hai câu đều là trường âm, đó là một hạnh phúc. Nhưng mà tùy theo cái hơi sức của quý vị ha. Mano bút bằng các ma thầm ma mano sê thà mano ma nhà ma ná xà chê ba đu thề ná phà sá tí hòa ká rù tí hòa ká tù năng đúc khá mạnh quê tí chắc cần quá quá hát tù bá đằng. Mano bút bằng các ma thầm ma mano sê thà mano ma ya ma na sa che ba du thề na pha sa ti hòa ca rô ti hòa ta tô năng đúc khá mạnh quê tí chắc cần quá quá hát tô ba đằng. Mano bút bằng các ma thầm ma mano sê thà mano ma ya ma na sa che ba du thề na pha sa ti hòa ca rô ti hòa ta tô năng đúc khá mạnh quê tí chắc cần quá quá tù bá đằng. Đó là giọng kinh ha. Thì cái giọng kinh có nhiều cách đọc. Giọng kinh thì chúng ta đọc sao cho đúng trường âm và đoạn âm. Không quan trọng là đọc một hơi, hai hơi, ba hơi. Nhưng mà quan trọng của giọng kinh là quý vị phải đọc đúng trường âm và đoạn âm. Đó là điều quan trọng của giọng kinh. Mà cá nhân của chúng tôi thì mong muốn rằng quý vị đọc giọng kinh trường âm đoạn âm đúng, đó là một sự thành công. Còn cái giọng kệ thì sao cũng được, giọng kệ sao cũng được, nhưng mà giọng kinh thì phải ổn định ha. Rồi bây giờ qua giọng kệ nè, 6 câu thì chúng ta đọc một lần hai câu ha, đọc một lần hai câu. Mano bút băng ga ma thầm ma ma nô sê tha ma nô ma ya ma na sa chê ba đô thê na pa sa ti wa ka rô ti wa tha tô năng đúc ka man quê ti chẳng căng qua qua ha tô ba đằng. Mano bút băng ga ma thầm ma ma nô sê tha ma nô ma ya ma na sa chê ba đô thê na pa sa ti wa ka ru ti wa
Tà tu năng đúc kha man về tỷ chân cam qua quá a tu ba đằng y dân đầu các pháp ý làm chủ ý tạo nếu với ý ô nhiễm nó lên hay hành động khổ não bước theo sau như xe dân vật kéo. Rồi bây giờ Mita, Sĩ Kim, hai người đưa tay trước. Rồi, mời quý vị ưu tiên. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ngài Thị Đức, cùng chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin phép đọc câu pháp cú kinh số 1 ngày hôm nay. Mano bút bằng ga mà thầm mà mano xét thà mano ma già mana sa chê ba đút thề na pha sa ti hòa ca rô ti hòa ta tô năng đúc kha mạnh quê tí chắc căng qua qua ha tô ba đằng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Má đoạn âm, nô trường âm thông thường, búp trường âm nhấn, băng trường âm nhấn, gá đoạn âm, ma trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, má đoạn âm, nô trường âm thông thường, xét trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, má đoạn âm, nô trường âm thông thường, má đoạn âm, gia trường âm thông thường, má nô bút bằng ga ma thầm ma, má nô xét tha má nô má gia. Dạ, con phân tích câu 3 và câu 4. Má ná hai đoạn âm, sa chê hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, đút trường âm nhấn, thê trường âm thông thường, ná đoạn âm, pha trường âm thông thường, xá tí hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, cá đoạn âm, rô trường âm thông thường, tí đoạn âm và qua trường âm thông thường. Má na sa chê ba đút thê na pha xá tí qua ca rô tí qua. Dạ, con xin phân tích câu 5 và câu 6. Tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc trường âm nhấn, khá đoạn âm, man trường âm nhấn, quê trường âm thông thường, tí đoạn âm, chắc trường âm nhấn, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá quá há ba đoạn âm, tô trường âm thông thường, bá đoạn âm và đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá tô nàng đúc ca màn quệ tí chắc căn quá quá há tô bá đăng. Dạ, con xin đọc lại hết bài. Má nô búp bằng ga mà thầm mà má nô xét thà má nô má già má na xà chê bá đút thề na pha sa ti hòa ca rô ti hòa ta tô năng đúc ca mạnh quê ti chắc căng quá quá ha tô ba đằng ma nô búp bằng ga mà thầm mà ma nô xét thà ma nô ma già ma na sa chê ba đút thề na pha sa ti qua ca rô ti qua ta tô năng đúc kha mạnh quê tí chắc căng qua qua ha tô ba đằng. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Mano búp băng gà ma thăm ma Mano xét tha Mano ma già
ma na sa che ba du the na pha sa ti wa ca ro ti wa ta to năng đục khả man quê tì chặt căng qua quá ha tô ba đằng. Dạ con đã đọc xong và kệ xong, có chỗ nào sai sót xin ngài cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con kính mời cô Kim ạ. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh Pháp Cú câu số 1. Một hay sao có hai người nghe vậy ta? Có Thiên Vũ. Dạ yeah, ba người. Dạ yeah, em nghe rõ. Domain 45. Ok, ba người vậy đủ rồi đó. Dạ yeah, nghe rõ ha. Sư bữa nay giọng sư cũng hơi lè nhè đó sư. Chắc bữa nay sư mệt hết sư. Thôi sư nghĩ con mời sư uống nước trà, uống cà phê, uống nước dừa, uống gì mà cho sư khỏe. Nghe con nghe giọng quanh chuông vàng chứ. Chuông vàng chứ phải quanh vàng. Chuông vàng cái gì á, rỗng rãng. Dạ con xin bắt đầu đọc. Dạ con xin bắt đầu đọc kinh Pháp Cú, trả bài kinh Pháp Cú câu số 1, câu đầu tiên đó. Mano phúc bằng gama tham ma, mano sách thà, mano ma già, manasa chê phát đúc thề, na phà sát tí hòa, ca rô tí hòa, ta tô nặng đúc khá mạnh, quê tí chắc khăn, qua quá há tô phá đăng. Đọc lần lần thứ hai, rồi mới phân tích câu 1, câu 2, câu 3. Bài này con chia trái hia hai lần đi, mỗi lần 3 câu đi nha quý vị. Mano bút bằng gá ma thầm ma, mano sách thà, mano ma già, mana xà chê phá đúc thề, na phà sát tí hòa, ca rô tí hòa, ta tô nặng đúc khá mạnh, quê tí chắc khăn, qua quá há tô phá đăng. Phân tích câu 1, câu 2, câu 3. Má đoạn âm, nô, trường âm thường, sách, trường âm nhắn, tha, trường âm thông thường, ô, chết đâu, lộn, con nhảy câu số 1 lại. Má đoạn âm, nô, trường âm thông thường, bút băng, là hai trường âm nhắn, gá, đoạn âm, ma, trường âm thông thường, thâm, trường âm nhắn, ma, trường âm thông thường, má đoạn âm, no, trường âm thông thường, sách, trường âm nhắn, tha, trường âm thông thường, má, đoạn âm, no, trường âm thông thường, má, đoạn âm, da, trường âm thông thường, má, ná, hai, đoạn âm, sa, chê, hai, trường âm thông thường, bá, đoạn âm, đúc, trường âm nhắn, thê, trường âm thông thường, ná, đoạn âm. Vậy cái bài nó dài, có viết nó thấy lộn. Mắt già cả, thông cảm, chăm chế, chế một chút. Dạ, đọc lại câu 1, câu 2, câu 3, rồi đọc câu 4, câu 5, câu 6, và phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Mano bút bằng gá ma thầm ma, mano sách thà, mano ma già, mana xà chê, phá đúc thề, na phà sát tí hòa, ca rô ti hòa ta tô năng đúc khá mạnh quê ti chắc khăn qua quá ha tô ba đăng. Phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Pa, trường âm thông thường. Xá, tí, hai đoạn âm. Qua, trường âm thông thường. Cá, đoạn âm. Rô, trường âm thông thường. Tí, đoạn âm. Qua, trường âm thông thường. Tá, đoạn âm. Tô, trường âm thông thường. Năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đúc, trường âm nhắn. Khá, đoạn âm. Manh, trường âm nhắn. Quê, trường âm thông thường. Tí, đoạn âm. Chắc, trường âm nhắn. Khăn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá, quá, há, ba đoạn âm. Tô, trường âm thông thường. Bá, đoạn âm. Đăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 4, câu 5, câu 6 và đọc lại nguyên bài rồi ca kệ.
Tha sa ti hòa kha rô ti hòa ta tô năng đúc khá mạnh quê ti chắc khăn quá quá hà tô bá đăng. Chạy quá, bữa nay chạy tới cho luôn mệt quá. Để thở, nghỉ thở một chút mới đọc là mới được. Mano phúc bằng gá măng. Mano phúc bằng gá mà thầm mà. Mano sách thà. Mano má già. Mana sa che pa duk the na pa sati wa ka ro ti wa ta to nang duk kha man we ti chak khang wa wa ha to pa dang mano buk bang ga ma tham ma mano sat tha mano ma ya mana sa che pa duk the na pa sati wa ka ro. Mano maya manasa che pa dukthe na pa sati wa karoti wa ta to nang dukkha man kwe ti chak khang wa wa ha to pa dang mano pubbanga ma thamma mano satkha mano maya manasa che pa dukthe na pa sati wa karoti wa ta to nang dong kha man quê ti chặt khăn qua qua ha to pha đăng. Con xin lỗi Phật giáo năm chiền nga, cho con ba cái quan, con đọc cái giọng kệ mà dài 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 giống như sư vậy đó, con sẽ nửa chừng sẽ con sẽ buồn ngủ đó. Con chỉ có thích có một tông là tăng tỳ kỳ vật giống như vậy đó sư. Con đọc cái tông thứ hai đó là con thích đó sư, đọc cái tăng đó vậy lên xuống đó, có lên xuống chứ điều 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 đó con ngủ cục luôn đó, sư. Dạ con cảm ơn sư đã cho con ba cái bông hoa hướng dương. Chắc này không có chuyện gì rắc rối hay sư ha, không có chắc chắc luôn hay sư ha. Con thấy cô Mít Trà cũng cho con, hai ba người cho con, rồi xa thú nữa, không ai vỗ tay kỳ này hết. Dạ con mời người kế tiếp mà con biết ai nữa, để con coi coi. Dạ coi con mời người kế tiếp, con coi không được. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 1. Mano búp bằng ga ma tham ma mano set tha mano maya manasa che padut the na pha sati wa karo ti wa tato nang búp kha mạnh quê ti chắc căng qua qua ha ô pha đăng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Má bản âm nô trường âm thông thường, búp băng hai trường âm nhấn, gá bản âm, ma trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường. Má bản âm nô trường âm thông thường, xét trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, má bản âm nô trường âm thông thường, má bản âm gia trường âm thông thường. Má nô búp bằng ga ma thăm ma má nô xét tha má nô má gia. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Má ná hai bản âm, sa chê hai trường âm thông thường, tá bản âm, bút trường âm nhấn, thê trường âm thông thường, ná bản âm, pha trường âm thông thường, xá tí hai bản âm, qua trường âm thông thường, cá bản âm, rô trường âm thông thường, tí bản âm, qua trường âm thông thường. Manasa chê pha đút thê na pha tí qua cá rô tí qua. Con xin phân tích câu 5, câu 6. Tá bản âm, tô trường âm thông thường, năng trường đọc theo giọng nguyên âm, đúc trường âm nhấn, khá bản âm, manh trường âm nhấn, quê trường âm thông thường, tí bản âm, chắc trường âm nhấn, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá quá há ba bản âm, tô trường âm thông thường, phá bản âm, đăng
trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tato năng búc kha manh quê tí chắc căng qua qua hát ô phá đăng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 1. Mano búc bằng ga ma tham ma mano set tha mano maya manasa che padut thê na pha sa ti qua ca rô ti qua ta tô năng búc kha manh quê ti chắc căng qua qua hát ô pha đăng mano phúc phăng ga ma tham ma ma no se tha ma no ma ya ma na sa che pa du the na pha sa ti wa ka ro ti wa ta tho nang du kha meng we ti chang kang qua qua ha o pha đăng. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai con xin sư sửa cho con, và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng cùng với cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu ạ. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 1 ạ. Mano bút bằng gama gama tham ma mano set tha mano maya manasa che padut thê na pha sa ti wa ka ro ti wa ta tô năng đúc kha màn tuệ ti chắc càng quá quá tô ba đằng ma nô búc bằng ga ma tham ma ma nô sê tha ma nô ma già ma na sa chê ba đút thê na pha sa quá ca rô ti quá ta tô năng đúc kha màn tuệ ti chắc càng quá quá hạ qua qua ha tô ba đằng. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Ma nô búc bằng ga ma tham ma ma nô sê tha ma nô ma già má đoạn âm nô trường âm thông thường, búc trường âm nhấn, búc bằng hai trường âm nhấn, gá đoạn âm ma trường âm thông thường, tham trường âm nhấn, ma trường âm thông thường ạ. Má đoạn âm nô trường âm thông thường, xét trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, má đoạn âm nô trường âm thông thường, má đoạn âm gia trường âm thông thường ạ. Câu 3, câu 4. Ma na sa che pa đút thê na pha sa ti wa ca rô ti wa. Má na hai đoạn âm sa, che hai trường âm thông thường, pa đoạn âm đút trường âm nhấn, thê trường âm thông thường, ná đoạn âm pha trường âm thông thường, xá tí hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, cá đoạn âm, rô trường âm thông thường, tí đoạn âm, qua trường âm thông thường ạ. Câu 5, câu 6 ạ. Ta tô năng đúc kha mạn huệ tí chắc càng qua qua ha tổ ba đằng. Tá đoạn âm tô trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đốt trường âm nhấn, khá đoạn âm, măn trường âm nhấn, quê trường âm thông thường, tí đoạn âm. Chắc trường âm nhấn, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá quá há ba đoạn âm tô trường âm thông thường, pá đoạn âm đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại cả bài. Ma nô búc bằng ga ma tham ma ma nô sét tha ma nô ma già ma na sa che pa đút thê na pha sa ti wa ca rô ti wa ta tô năng đúc kha ma lúc kha màn quê ti chắc càng qua qua ha tổ ba đằng ma nụ bu bằng ga mà tham mà ma nụ xếp thà ma nụ mà ma già
Manasa che parut thể na pha sa ti hòa ca rồ ca rồ ti hòa ta tổ nàng lúc ha màn huệ ti chắc khẳng qua qua ha tổ ba đằng. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Dạ con xin kệ ạ. Mano bupang gama thamma mano setha mano maya mana che pa du the na pha sa ti hoa ca ro ti hoa ta to nang đúc kha man quê ti cha căng qua quá ha to pa đăng. Dạ con đã đọc xong ạ, có sai con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con xin xuống mic, con xin mời bạn Tina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trích Đức, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ và con chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài kệ pháp cú câu số 1. Mano bút bằng gáp ma thầm ma mano xích tha mano maya manasa che padutte na phasa ti wa ka u ti wa tato nang dukkha man we ti chakhang wa ha to pha tang. Xin phân tích câu 1 và 2. Mano buppang gamma thamma mano setta mano maya ma đoạn âm nô trường âm thông thường, bút bằng hai trường âm nhấn, cá đoạn âm ma trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, má đoạn âm nô trường âm thông thường, xét trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, má đoạn âm nô trường âm thông thường, má đoạn âm gia trường âm thông thường. Mano bút bằng gáp ma thầm ma mano xích tha mano mát nhà. Câu 3 và câu 4. Manasa che patutte na pasa ti hoa karo ti hoa. Mana hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, che trường âm thông thường, pa đoạn âm, tút trường âm nhấn, the trường âm thông thường, ná đoạn âm, pa trường âm thông thường, sát tiếng hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, khá trường đoạn âm, rô trường âm thông thường, tí đoạn âm, qua trường âm thông thường. Manasa che patutte na pa sati wa karo ti wa. Câu 5 và 6. Tato nang dukkha man we ti chakkhang wa wa hatu padang. Tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trước trường âm nhấn, khá đoạn âm, man trường âm nhấn, quê trường âm thông thường, tí đoạn âm, chắc trường ăn chắc trường nhấn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, quá đoạn âm, há đoạn âm, tô trường âm thông thường, phá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mano bút bằng gáp ma thầm ma mano xếp thà mano mát già manasa chê phát trúc thề na phà sát thi hòa khá rô thi hòa ta tu năng rút khá mần quê tí chắc khăn quá quá há tù phát năng. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin phép kể. Mano bum bang ga ma tham ma mano sen tha mano ma ya mana sa che pha dun the na pha sa ti wa tha ru ti wa ta tu nang dung tha man we ti cha khang wa wa ha tu pha đăng. Nhà con kính tri ân quý sư và quý cô tư nữ và đạo tràng, con xin mời vị kế tiếp. Alo. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo,
Con kính đảnh lễ sư chú Đức, kính lễ cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả lời câu pháp cú số 1. Cảm ơn các bạn đã cho tín hiệu nghe rõ ạ. Mano Puppang Gama Thamma Mano Setha Mano Maya Manasache Padutthe Na Pha Satiwa Karo Tiwa Tato Nang Lukhaman Vue Ti Chắc Cần Quá Quá Hát Tô Phá Đằng Mano Puppang Gama Thamma Mano Setha Mano Maya Manasache Padutthe Na Pha Satiwa Karo Tiwa Ta tù năng lúc khám hàm về tí chắc cần quá của hát tù phá đăng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Má nô phúc bằng gá ma thầm ma, má nô xếp thà, má nô má già. Má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, phúc bằng là hai trường âm nhấn. Gá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, thâm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường. Má đoạn âm, nô trường âm thông thường, xếp trường âm nhấn, tha trường âm thông thường. Má đoạn âm, nô trường âm thông thường, má đoạn âm, gia trường âm thông thường. Má nô phúc bằng giá mà thầm mà, má nô xếp thà, má nô má già. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Má ná sa chê bá đức thề ná, pha sát tí hòa, cá rô tí hòa. Má ná là hai đoạn âm, sa chê là hai trường âm thông thường. Bá đoạn âm, đức trường âm nhấn, thê trường âm thông thường, ná đoạn âm. Pha trường âm thông thường, xá tí hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, cá đoạn âm, rô trường âm thông thường, tí đoạn âm, qua trường âm thông thường. Má ná xà chê bá thúc thề ná, pha sách ký hòa, cá rô ký hòa. Xin phân tích câu 5 và câu 6. Tá tồ năng lúc khá màm người tí chắc cần quá quá hát tồ phá đằng. Tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc là trường âm nhấn. Khá là đoạn âm, măng là trường âm nhấn, quê là trường âm thông thường, tí đoạn âm, chắc là trường âm nhấn, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá quá há là ba đoạn âm, tô là trường âm thông thường, bá đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá tồ năng đúc khá màng về tí chắc cần quá quá há tô bá đằng. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú câu số 1. Mano phúc tần ga ma thầm ma mano xét tha mano ma già mana sa chê có đức thề ná và sắp chi hòa cá rô chi hòa tất tồ năng đức khá màn người tí chắc quá quá hát tồ phá đằng. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Đây là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Mano puppang gama thamma mano sattha mano maya mana sabje baduthena pasapiwa karotiwa tato nang dukkha manveti chakkang wawa hato padam mano puppang gama thamma mano sattha mano maya mana sacce baduthena pasatiwa karotiwa tato nang dukkha manveti chakkang wawa hato padam. Dạ, con đã phân tích và đọc kệ xong, có gì sai nhờ sư và đạo tràng chỉ sửa dùm. Xin cảm ơn sư trước, xin cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Dạ, con xin xuống mic, xin nhìn cho vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính lễ quý bà, quý tô tu nữ trong đạo tràng, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn sư Mê Ta, cảm ơn sư Hồng Mai, cảm ơn Thiên Vũ, cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ biết và âm thanh rõ. Và con xin đọc và phân tích bài học hôm nay là câu pháp cú số 1. Mano buppang gama thamma mano sattha mano maya mana sa che baduthe na phatha sati wa karo ti wa tato nang dukkha mang we ti chakkhang wa wa hato ba dang mano buk
bằng ga ma tham ma ma no set tha ma no ma ya ma na sa che ba du te na pha wa sa ti wa ka ro ti wa ta to nang du kha mang we chắc khăn wa wa ha to ba đằng. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Mano bức bằng ga ma tham ma mano set tha mano ma ya. Dạ câu số 1, má là đoạn âm, no là trường âm thông thường, bức là trường âm nhấn, bằng là trường âm nhấn, ga là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, tham là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường. Câu số 2, má là đoạn âm, no là trường âm thông thường, set là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường. Má là đoạn âm, no là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ya là trường âm thông thường. Dạ con phân tích câu số 3 và câu số 4. Mana sa che ba du te na pha sa ti wa ka ro ti wa. Dạ câu số 3. Má ná là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, chê là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, đức là trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Và câu số 4, pha là trường âm thông thường, xá tí là hai đoạn âm, qua là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, qua là trường âm thông thường. Và con phân tích câu số 5 và câu số 6. Tato nang dukha mang we ti chak khan wa wa ha to ba đăng. Và câu số 5. Tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trước là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, măng là trường âm nhấn, quê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Và câu số 6, chắc là trường âm nhấn, khăn là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, quá, quá là há là ba đoạn âm, tô là trường âm thông thường, bá là đoạn âm và đăng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại sắp câu. Mano bức bằng ga ma tham ma, mano set tha, mano ma ya. Manasa che baduthe na pha sati wa karo ti wa tato nang dukha mang we ti chak khan wa wa ha to ba đăng. Dạ con xin kể câu pháp cú số 1. Mano bhupang gama thamma mano sanna mano maya mana sa che badung the na pasati wa karoti wa tato nang dung khamang we ti chắc khăn qua qua hạ tổ ba đăng. Ý nhận đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe chân bịt kéo. Đó là bản dịch chữ ngữ của tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và phân tích xong, con có sai. Ông Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa đây giùm con ạ. Bây giờ mình Từ đã nhìn thấy bàn tay của chiếc lá mùa xuân. Mình Từ xin mời bàn tay chiếc lá mùa xuân nhé. Và cảm ơn Sít Như Quang và Sít đã phát bài lên. Và cảm ơn Đạo Tràng thật nhiều. Và Nam Mô Bích Tha giá. Dạ con xin đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính chào Đạo Tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 1. Mano bức bằng gáp mà thầm mà mano sách thà mano ma già manasa chê bát đút thề na phà sát tí hòa cà rồ tí hòa tá tồ nằng đúc khầm đúc
Kama dukkha man quê ti chắc khầm quá quá há tù ba đằng. Mano búp bằng gá mà. Mano búp bằng gá mà thầm mà. Mano sát thà. Mano má già. Má là đoạn âm. Nô trường thông thường. Búp trường âm nhấn. Bằng trường âm nhấn. Gá đoạn âm. Ma trường âm thông thường. Thầm trường âm nhấn. Thầm trường âm nhấn, mà trường âm thông thường. Má đoạn âm, nô trường âm thông thường. Xét trường âm nhấn. Tha trường âm thông thường. Má đoạn âm, nô trường âm thông thường. Má đoạn âm, gia trường âm thông thường. Má nô bức bằng gá mà thầm mà. Má nô xét thà. Má nô má già. Manasa che paduthe nafa satiwa karo tiwa. Mana hai đoạn âm, sa trường âm, sa che hai trường âm thông thường. Pa đoạn âm, đút trường âm nhấn, thề trường âm thông thường. Na đoạn âm, pha trường âm thông thường. Xá đoạn âm, tí đoạn âm, qua trường âm thông thường. Cá đoạn âm, rô trường âm thông thường. Tí đoạn âm, qua trường âm thông thường. Tát manasa chê ba đút thề na phà sa tí hòa ca rô tí hòa. Tát tụ năng đút khám măng quê tí chắc khàm qua qua hát tô bát đằng. Tá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đốt trường âm nhấn. Khá đoạn âm, măng trường âm nhấn. Quê trường âm thông thường. Tí đoạn âm, chắc đoạn trường âm nhấn. Khâm trường âm nhấn. Quá quá há ba đoạn âm, tô trường âm thông thường. Bá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin ta tô năng đúc khá măng quê tí chắc khầm quá quá há tô phát đăng. Mình đọc lại hôm một. Má nô búp bằng gá mà thầm mà. Má nô xét thà. Má nô má già. Má ná xà chê ba đút thề na phà sa ti hòa ca rô ti hòa. Ta tô năng đúc kha măng quê tiết chắc khầm quá quá ha tô ba đằng. Ma nô búp bằng ga ma thầm ma nô xét thà. Ma nô ma già. Ma na sa chê ba đút thề na phà sa ti hòa ca rô ti hòa. Ta tô năng đúc kha măng đúc kha măng quê tiết chắc khầm quá quá há tô ba đằng. Ma nô búp bằng gá ma thầm mà. Ma nô xét thà. Ma nô ma già. Ma na xà chê ba đút thề na phà sa tí hòa ca rô tí hòa. Ta tô năng đúc kha măng quê tiết chắc khầm quá quá há tô ba đằng. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic. Alo. Dạ, cho con. Dạ, con cảm ơn cô Hoàng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Nam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 1. Mano búp bằng gá ma thầm ma. Mano xét thà. Mano ma già. Mana sa chê ba đút thề na pa sa ti hòa ca rô ti hòa. Ta tù năng lúc khá măng về tí chắc cằn pa pa hấp tù ba đằng.
con xin phân tích câu 1 và câu 2. Mano vipangama thamma mano setta mano maya. Chữ má là đoạn âm, chữ nô là trường âm thông thường, chữ búp là trường âm nhấn, chữ băm là trường âm nhấn, chữ gá là đoạn âm, chữ ma là trường âm thông thường, chữ đâm là trường âm nhấn, chữ ma là trường âm thông thường, chữ má là đoạn âm, chữ nô là trường âm thông thường, chữ xét là trường âm nhấn, chữ tha là trường âm thông thường, chữ má là đoạn âm, chữ nô là trường âm thông thường, chữ má là đoạn âm, chữ gia là trường âm thông thường. Con đọc lại câu 1 và câu 2. Mano búp bằng gamma thamma mano setta mano maya. Câu 3 và câu 4. Manasa che badutte napa satiwa karotiwa. Chữ má là đoạn âm. Chữ ná là đoạn âm. Chữ sa là trường âm thông thường. Chữ chê là trường âm thông thường. Chữ bá là đoạn âm. Chữ đút là trường âm nhấn, chữ thê là trường âm thông thường, chữ ná là đoạn âm, chữ pha là trường âm thông thường, chữ xá là đoạn âm, chữ tí là đoạn âm, pha trường âm thông thường, chữ cá đoạn âm, chữ rô trường âm thông thường, chữ tí đoạn âm, chữ va trường âm thông thường. Đọc lại câu 3 và câu 4. Manasa che badutte na pa satiwa karotiwa. Câu 5 và câu 6. Ta tù nằng đúc khám măng về chỉ chắc cần vá vá tù vá đằng. Chữ tá là đoạn âm, chữ tô là trường âm thông thường, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ đúc là trường âm nhấn, chữ khá là đoạn âm, chữ man là trường âm nhấn, chữ v là trường âm thông thường, chữ tí là đoạn âm, chữ chắc là trường âm nhấn, chữ cần là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ vá là đoạn âm, chữ vá là đoạn âm, chữ há là đoạn âm, chữ tô là trường âm thông thường, chữ bá là đoạn âm, chữ đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 5 và câu 6. Ta tù nằng đúc khám măng về tí chắc căng vá vá tù ba đăng. Đọc lại nguyên bài. Mano búp bằng gamma thamma mano setta mano maya manasa che badutte na pa satiwa karo tiwa tato nang lúc khám măng về tí chắc căng va pa tu ba đăng. Dạ, bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe chân vật kéo. Dạ, cho con xin phép kệ. Mano bum bang ga ma tham ma mano set tha mano ma ya mana sa che ba đút thế na va sa ti wa ka ru ti wa ta tu năng đúc khả mang về tí chắc căng va va à tu ba đăng. Dạ con xin xuống, nếu mà con có sai chỗ nào xin sư và quý vị trong lớp sửa chữa giùm con cảm ơn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con kính ảnh lễ sư trí đức, con kính ảnh lễ quý sư, con kính ảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính ảnh lễ khu tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Huệ Duyên. Con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 1. Mano phúc bằng gamma thầm mà mano set thà mano maya manasa che phát đút thề na bà sati bà ca rô ti và ta tô năng đúc kha mạng về ti chắc khăn vá phá ha tô phá đăng. Mano phúc bằng mano phúc bằng gamma thầm mà mano set tha mano maya manasa che phát đút thề na bà sati và ca rô ti và ta tô năng đúc kha mạng về ti chắc khăn vá phá ha tô phá đăng. Dạ, con đọc câu 1, câu 2, câu 3 và phân tích. Mano phúc bằng gamma thamma mano setta mano maya manasa che phát đút thề na
Má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, phất là trường âm ngắn, băng là trường âm, giá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, thăm là trường âm ngắn, ma là trường âm thông thường, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, xét là trường âm ngắn, tha là trường âm thông thường, má là trường âm ngắn, nô má là âm, nô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, gia là trường âm thông thường, má ná là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, chê là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, đút là trường âm ngắn, thê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Dạ con xin đọc lại phân tích câu 4, 5, 6. Mano phúc bằng gamma thamma mano set tha mano maya manasa che patutte na ba sati ba karo ti ba tato năng dukkha man ve ti chắc khăn ba pa ha to pa đăng ba sati ba karo ti ba tato năng dukkha man ve ti chắc khăn ba pa ha to pa đăng. Ba là trường âm thông thường, xá tí là hai đoạn âm, va là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, va là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc là trường âm nhấn, khá là trường âm, khá là đoạn âm, măng là trường âm nhấn, vê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, chắc là trường âm nhấn, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vá vá há là ba đoạn âm, tô là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại. Mano phúc bằng gá ma thầm ma ma nô sát thà ma nô ma già ma ma na sa chê phát thù thề na bà sa ti bà ca rô ti bà ta tô năng đúc khá măng về trí chắc khăn ba ba ha tô phá đăng. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu nói với ý ô nhiễm, nói lên hai hành động khổ não bước theo sau, như xe chân giật kéo. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con kính tri ân sư trí đức và con kính tri ân đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Mà Dạ, Nam mô Sang Khà Dạ. Dạ con xin lễ sư trí đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 1 ngày hôm nay. Mano búp bằng gá mà đầm mà mano xét thà mano má già mana xà chê bá đút thề ná phà sá tí hòa cá rồ tí hòa tá tô năng đút khá mạnh quê tí chắc cá má quá quá cá mặn quá quá hát tô bá đăng. Mano set mano búp bằng gá mà đầm mà mano set thà mano má già mana xà chê bá đúc thề ná phà sá tí hòa cá rồ tí hòa tá tô năng đúc khá mạnh quê tí chắc cần quá quá hát tô bá đăng. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Má đoạn âm, nô trường âm thông thường, búp băng hai trường âm nhấn, gá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đâm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, má đoạn âm, nô trường âm thông thường, xét trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, má đoạn âm, nô trường âm thông thường, má đoạn âm, gia
trường âm thông thường. Mano búp bằng gá mà đầm mà mano xét thà mano má già. Và câu số 3 và câu số 4. Manasa chê bá đúc thề ná phà sá tí hòa cá rô tí hòa. Má, ná, hai đoạn âm. Sa, chê, hai trường âm thông thường. Bá, đoạn âm. Đút, trường âm nhấn. Thê, trường âm thông thường. Ná, đoạn âm. Pha, trường âm thông thường. Xá, tí, hai đoạn âm. Ba, trường âm thông thường. Cá, đoạn âm. Rô, trường âm thông thường. Tí, đoạn âm. Va, trường âm thông thường. Manasa chê bá đút thề ná phà sá tí hòa cá rô tí hòa. Và câu số 5 và câu số 6. Tá tô năng đút khá mạnh quê tí chắc cần quá quá há tô bá đăng. Tá, đoạn âm. Tô, trường âm thông thường. Năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đúc, trường âm nhấn. Khá, đoạn âm. Man, trường âm nhấn. V, trường âm thông thường. Tí, đoạn âm. Chắc, trường âm nhấn. Căng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vá, vá, há. Ba, đoạn âm. Tô, trường âm thông thường. Bá, đoạn âm. Đăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá tô năng đúc khá mạnh quê tí chắc cần quá quá há tô bá đăng. Dạ con xin đọc lại ạ. Mano búp bằng gá mà đầm mà mano xét thà mano má già mana xà chê bá đúc thề ná phà sá tí hòa cá rô tí hòa. Tá tô năng đúc khá mạnh quê tí chắc cần quá quá há tô bá đăng. Ý dẫn đầu các pháp. Ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe chân vật kéo. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mano búp băng gà ma đam ma, mano sẽ tha, mano ma già. Mana sa chê ba đục thê na pha sa ti wa ka ro ti wa. Ta tô năng đục kha man quê ti chắc căng wa wa ha tô ba đăng. Dạ con đã đọc xong chỉnh sửa dùm. Dạ con xin mời Sis Hà. Dạ, thank you anh Giang Khả. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính ảnh lễ ngài Trí Đức, con kính ảnh lễ các cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng và con xin trả bài câu pháp cú số 1. Mano búp bằng ga mà thầm mà mano sát thà mano ma già manasa chê ba túc thề na và sát ti hòa ca rù ti hòa. Tô năng đúc khá mòn về tí chắc khăn quá quá ha tù ba đằng. Mano búp bằng gá mà thầm mà mano xét thà mano ma già. Mana xà chê ba đúc thề na và sát tí hòa ca rù tí hòa. Tát tô năng đúc khá mòn hoàn tí về tí. Thằng quá quá ha tù ba đằng. Con xin phân tích câu 1-2. Má, đoạn âm nô trường âm thông thường. Bức bàn, hai trường âm nhấn. Gá, đoạn âm ma trường âm thông thường. Thâm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường. Má, đoạn âm nô trường âm thông thường. Xét trường âm nhấn. Tha trường âm đọc thi. Tha trường âm thông thường. Bá, đoạn âm, đúc trường âm nhấn, thề trường âm thông thường. Ná, đoạn âm, pha trường âm thông thường, xá, tí, hai đoạn âm, qua trường âm thông thường. Cá, đoạn âm, rô trường âm thông thường, tí, đoạn âm, qua trường âm thông thường. Con xin đọc. Mano búp bằng gamma thamma mano sát thà mano ma già
manasa che ba duk thề na pha sa ti hòa ca rô ti hòa ta ta là trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, duk là trường âm nhấn khá, đoạn âm man trường âm nhấn, quê trường âm thông thường, tí đoạn âm chắc trường âm nhấn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá quá há là ba đoạn âm, tô trường âm thông thường, bá đoạn âm đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tát tô năng đúc khá màn quê tí chắc khăn quá quá há tô ba đằng. Con xin đọc lại. Mano bức bàn gamma thamma mano setta mano maya. Con xin xin hỏi. Manasa che ba duk thề na phà sa ti. Phà sa ti hòa ca rồ ti hòa. Tát tổ nằn đúc ca màn. Nguệ tí chắc khẳng hoa hoa ha tổ ba đằng. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Mano bhutan gama thamma mano setha mano maya manasache badukthena phasati wa karoti wa tato nang duk khaman ve ti chakhang wa wa hato bada. Nhà con nói xong, con có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa, và con xin trao mắt lại cái việc kế tiếp. Dạ con, dạ nam mô Bụt Tha Dạ, nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính chào đạo tràng. Con cảm ơn vì hôm nay được học lại bài các câu kinh pháp cú. Dạ con xin phép được đọc câu pháp cú số 1. Mano bất bằng gá ma tham ma mano xích thà mano má già manasa chê bát bút thề ná và sát tí và ca rồ tí và ta tồ nàng đút khăn đút khá mạnh về tí chất càng bá phá hát tồ bá đành. Mano mano bất bằng gá ma tham ma mano xích thà mano má già mano xà chê ba đút thề ná phà sát tí và ca rồ tí và ta tô nàng đút khá mạnh về tí chắc cần chắc cần bá bá há tô bá đằng. Dạ con xin phân tích. Má má lạch má là đoạn nô nô lạch nô là trường âm thông thường, bút là trường âm nhấn, ba trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, tham là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma là trường âm thông thường, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, xít là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường,
Má là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Dạ con phân tích câu 3. Má ná là hai đoạn âm, xa là trường âm thông thường, chê là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, xá là hai đoạn âm, va là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, va là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, lăng là trường âm đặt theo giảm ngưng âm, đút là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, măng là trường âm, măng là trường âm, dạ đút là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, măng là trường âm, măng là trường âm, sao con quên rồi. Mang là trường âm đặt theo giọng ngân âm, V là trường âm thông thường, Ý là đoạn âm, Các là trường âm nhấn, Căng là trường âm đặt theo giọng ngân âm. Dạ, Mang là trường âm nhấn, V là trường âm thông thường, Ý là đoạn âm, Các là trường âm nhấn, Căng là trường âm đặt theo giọng ngân âm. Vá, vá, há là ba đoạn âm, tô là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, đăng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin kể. Ma no bắp băng, gà ma tham ma, ma no sẽ tham, ma no ma già, ma no sẽ chế, ba đốt thế na, ta sẽ ác. Ti ba karo ti ba ta to nang du kha mang ve ti ka kang ve chat kang pa ba ha to ba dang mano bang ga ma tham ma mano se tham mano ma ya mano sa che ba du the na pha sa ti ba karo ti ba ta tô nang du kha mang về ti cha căng pháp phá hà tô bà đằng. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như siêu chân bật kéo. Dạ, đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con không biết có sai không? Chắc là sai rồi. Dạ, con xin Ngài chỉnh sửa cho con nếu con có sai. Dạ con xin dừng mic lại. Là năm con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, và con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính đảnh lễ Sư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính lễ cô tu nữ tại duyên. Con xin trả bài câu pháp cú, câu số 1. Ma đồ búp bằng ga má, gam ga mà thầm mà, ma đồ xét thà, ma đồ mà ya, ma na sa chê ba đút thề na phà ra ti khoa ra tô qua ca rô tí qua. Nhỏ quá không nhìn được chữ. Ta tô năng đúc kha mạnh quê ti chắc cằng qua qua ha tô ba đằng. Ma nô búc bằng ga ma
tham ma mano set tha mano maya mana sa che ba đút thế na phát xa ti hoa ca rô ti hoa ta tổ năng đúc kha mạnh quê ti chắc cằn qua qua ha tổ ba đằng. Là con xin phân tích câu 1 và câu 2. Mano búc bằng ga mà thầm ma Mano xét thà mano ma ya. Má là đàn âm, nô là trường âm thông thường, búc là trường âm nhấn, băn là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, thăm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường. Má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, xét là trường âm nhấn, tha là trường thông thường. Câu số 3 và câu số 4. Câu số 1, câu số 2, câu số 3. Câu số 1, câu số 3, câu số 4 là Mana sa che ba đút thề na pha sa ti hoa ca rô ti hoa. Má, ná là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, sa che là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường, ná đoạn âm, pha là trường âm thông thường, xá tí là hai đoạn âm, hoa là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, hoa là trường âm thông thường. Câu số 5 và câu số 6. Ta tô năng đúc kha mần về ti chắc cằn qua qua ha tù ba đằng. Tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, măn là trường âm nhấn, quê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, chắc là trường âm nhấn, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá quá há là ba đoạn âm, tô là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đã, con xin đọc lại toàn bài. Mano búc bằng ga mà thầm mà Mano xếp thà Mano ma ya Mana sa chê ba đút thề na pha pha sa ti quà ca rô ti quà ta tu năng đúc kha mạnh quê ti chắc cằn qua qua ha tu ba đằng. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Đấy là của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong và phân tích, con có sai thì mong Ngài Chí Đức và Đạo Tràng sửa cho con. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thầm Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Quý vị nghe âm thanh rõ ha? Ai xà tu xà tu. Rất là hoan hỷ. Câu Phật ngôn số 1, quý vị đã thể hiện rất là tốt. Hy vọng rằng đầu xuôi đuôi lọt, có nghĩa là 423 câu mà khởi đầu như thế này, đó là một cái điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ. Quý vị đọc dụng kinh, quý vị qua dụng kệ, rồi quý vị phân tích. Cái quan trọng là quý vị phân tích trường âm, đoạn âm rất chuẩn. Nhưng mà chỉ có một cái sự sơ sót ở đây là khi cuối câu nó là đoạn âm,
thì cái đoạn âm này quý vị hơi kéo dài một tí. À, ví dụ như đây đoạn âm cuối câu có chữ gì? Có chữ tí. Chỉ có một chữ tí. Chữ ná. Đó là những cái chữ mà quý vị hơi kéo dài. Khi mà kéo dài thì nó sẽ trở thành trường âm. Thì những cái đoạn âm này quý vị đọc, đọc nó chạy qua cái trường âm, thì đó là một cái sự hoàn thiện về trường âm và đoạn âm. Quý vị phân tích đúng. Nhưng mà khi đọc thì tới chữ ná hơi kéo dài, chữ tí hơi kéo dài, đó là một sự hơi thất bại một tí. Nhưng mà phân tích trường âm, đoạn âm thì quý vị phân tích rất là chuẩn. Đây là một cái điều mà quý vị lưu tâm một chút. Bởi vì phân tích đã hoàn thiện, đã chính xác, thì cái giọng đọc của chúng ta thì nó cũng phải đi đôi với cái điều tốt đẹp đó. Rất là hoan hỷ hôm nay quý vị thành công. Chỉ còn có một điểm này thôi. Ví dụ một lần chúng ta đọc thì hai câu ha. Đọc một lần hai câu để nương nhau, cũng giống như khi kể, chúng ta kể một lần hai câu nó có ý nghĩa. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý đạo ha. Ví dụ mano bút bằng gamma thamma mano setha mano maya. Một lần quý vị đọc hai câu như vậy. Manasa che badutthe napha satiwa karo tiwa tato nang duk khaman về ti chắc cần quá quá hát tù ba đằng. Quý vị đọc một lần hai câu như vậy, nó bổ sung cho nhau ha. Đừng có đọc dài một hơi bất giác như cuộc kim như vậy, bảo đảm có ngày đứt bóng chứ đừng có nói đứt hơi ha. Đọc một hơi như vậy khi nào cảm thấy rằng có bản lãnh. Chứ còn không á, mình đọc nửa chừng nó đứt hơi nghe kỳ lắm. Rồi bây giờ cái câu Phật ngôn này, câu đầu tiên là một câu rất là quan trọng. Cho nên trong cái phẩm song đối này nói lên cái gì? Chê ta na hăng phí cộng quê cầm măng quá đà mít. Tức là cái tác ý là nghiệp, cái nghiệp thân, nghiệp khẩu không quan trọng bằng ý nghiệp. Bởi vì ý làm chủ ý tạo, cho nên câu Phật ngôn này phải đưa lên đầu tiên. Chứ không phải là khi vừa thành Phật thấy người làm nhà kia ta đã thấy ngươi rồi, thì cái đó là nói lên cái sự giác ngộ, nói lên cái vấn đề để diệt được cái tâm tham ái. Nhưng mà ở đây cái quan trọng là tác ý chetana, tức là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Cho nên câu này rất là quan trọng trong sự tu tập của chúng ta về thân nghiệp, về khẩu nghiệp và cái ý nghiệp rất là quan trọng. Rồi bây giờ chúng ta đọc được, chúng ta phải hiểu ý nghĩa của những chữ này. Mano bút bằng gác ma thầm ma mano sê tha mano mái già. Hai câu này chúng ta phải hiểu ý nghĩa như thế nào. Chữ mano do cái từ mana, mana là một danh từ trung tính akaran tanapum sakalinga. Chữ mana ở đây nó được đứng làm chủ từ số ít ha. Bathama ekavachana vipatti. Cho nên mana biến thành mano. Mano có nghĩa là tâm. Mano là tâm. Búp bằng gamma. Búp bằng gamma. Chữ búp bằng do cái từ búp bằng. Búp bằng tức là M có dấu chấm. Nó là một càng từ. Chữ búp bằng này có nghĩa là phía trước, trên đầu, cái đầu nghĩa là số 1 á. Chữ bút băng này có nghĩa là số 1 ở phía trước, ở trên đầu, tức là
chữ này nó là một trạng từ ha, chữ đầu, chữ trước, ở trên à. Rồi chữ gamma, gamma do cái động từ gắt chặt tí, và căn ngữ của nó là gam, đây là một danh động từ. Gamma là cái việc đi, là cái việc đi à. À, vậy thì mano bằng gamma à, có nghĩa là có tâm là sự dẫn đầu, có tâm là sự dẫn đầu. Mình dẫn đầu cái gì đây? Dẫn đầu chữ thăm ma, chữ thăm ma. Thăm ma do cái từ thăm má. Thăm má là một danh từ nam tính, Akran Tapung Linga. Và chữ thăm ma, thăm má này được chia theo chủ cách số nhiều, bạch thăm ma bạch hu quá cha na vị phát tí, cho nên thăm ma biến thành thăm ma. Thăm ma là các pháp hay là các tâm sở? Thăm ma là các pháp hay là các tâm sở? Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2 để hai câu này bổ sung cho nhau. Mano setha, mano maya, mano setha, mano maya. Cái chữ mano setha, mano thì chúng ta thấy ở trên là tâm ha. Còn setha, setha do cái từ setha, setha đây là một tính từ có nghĩa là trước hết có cái tánh nổi bật, trước hết có cái tánh nổi bật. Vậy thì mano setha ở đây nó được đứng làm chủ từ số nhiều ha, bathama bahu vachana vipatti ha, cho nên setha, setha biến thành setha. Mano setha là có tâm là nổi bật hay là tâm làm chủ? Mano setha là tâm làm chủ hay là tâm nổi bật trong các pháp? Rồi chữ mano maya, mano thì quý vị biết đó là tâm rồi ha. Rồi chữ maya, maya do cái từ maya, maya đây là một tính từ có nghĩa tạo ra, làm ra. Mà chữ máy giá này được chia theo chủ từ số nhiều, bathama bahu vachana vipatti, cho nên máy giá biến thành máy già. À, mano máy già ở đây có nghĩa là vật tạo thành tâm, vật tạo thành tâm. À, như vậy thì cái câu 1, câu 2 này, hai câu này bổ sung cho nhau ha. Mano búp bằng gamma thamma, mano setha, mano maya. Các pháp ám chỉ là sự hữu tâm, có tâm là dẫn đầu, có tâm là nổi bật, là vật tạo thành tâm. À, câu 1, câu 2 ha. Hai câu này đã bổ sung ý nghĩa với nhau. Chứ còn nếu mà chúng ta trích đoạn, hoặc là đi vô một câu, hoặc là đi vô một từ nào đó, thì không có ăn nhầm gì hết. Nó sẽ là rối độ hình. Mà hai câu này mà đi liền với nhau, thì bổ sung ý nghĩa rất là tuyệt vời. Các pháp có tâm là sự dẫn đầu, có tâm là nổi bật, là vật tạo thành tâm, là vật tạo thành tâm. Rồi bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4. Mana sa che bát đút thề na pha sa ti wa ca ro ti wa. Mana sa che bát đút thề na pha sa ti wa ca ro ti wa. Là một lần hai câu luôn đi ha, để tranh thủ, bởi vì
câu Phật ngôn này thì quý vị biết rằng rất là quan trọng, cho nên cái duyên sự nó cũng hơi dài dòng. Chúng tôi biết rằng có một số các vị chưa lên đọc, nhưng mà thông cảm đi. Nếu mà lên đọc nữa thì không có thời gian để chúng ta hiểu cái tâm, cái ý là như thế nào qua duyên sự ha. Rồi ở đây Manasa, Manasa do cái từ Mana, Mana là một danh từ trung tính ha, Akrantana Pum Sakalinga. Nhưng mà Mana ở đây nó được chia theo sử dụng cách. Alo, sử dụng cách là cái gì đây? Được chia theo sử dụng cách mà số ít hay số nhiều. Được chia theo sử dụng cách số ít. Vậy thì sử dụng cách có nghĩa là cách chia thứ ba, ta tì gia quyệt phát tí e cao quá trình ha. Cho nên chữ mana biến thành manasa, manasa hoặc là mana, manena cũng được ha. Thì ở đây manasa có nghĩa là với tâm, với ý, với tâm, với ý. Rồi chữ che, đây là một liên từ, có nghĩa là nếu. Rồi chữ Baduthena, Baduthena chúng ta thấy tiếp đồng ngữ trước. Đây là một cái sự nhấn mạnh cho cái căn ngữ đốt. Chữ Duthena có nghĩa là trở nên xấu đi hay là tồi tệ, trở nên xấu đi hay là tồi tệ. Và đây là cũng cách chia thứ ba, tán thị gia quỳ phát tí e cao quá trình ha. Chữ đút tha biến thành đút thề na, đút tha biến thành đút thề na. Vậy thì bắt đút thề na có nghĩa là xấu đi, đã bị ô nhiễm, xấu đi, đã bị ô nhiễm. Bắt đút thề na. Rồi qua câu số 4, pha sạch tí, pha sạch tí, đây là một động từ số ít, có nghĩa là nói. Pha sạch tí là nói. Rồi chữ qua, qua đây là một liên từ, qua tiếng Việt Nam mình là qua, và hoặc hay, và hoặc hay. Quý vị nghe thấy có dấu quyền trên đó thì cứ đọc theo tiếng Việt Nam đi. Ba là ba. Rồi caro tí, caro tí, caro tí, đây là một cái động từ số ít, có nghĩa là làm. Rồi chữ sau cũng giống như cái chữ thứ hai, qua là quà, đó là một liên từ, hay hoặc, hay hoặc, hoặc là và. Rồi như vậy thì câu số 3, câu số 4 cho chúng ta ý nghĩa thế nào? Manasa che baduthe napa satiwa karo tiwa. Manasa che baduthe napa satiwa karo tiwa. Nếu nói hay làm với tâm xấu xa, nếu nói hay làm với tâm xấu xa, rồi bây giờ chúng ta qua câu 5, câu 6. Tát tô năng đức khá mạnh quê thì chắc cần quá, chắc cần quá quá tù bá đàm. Tát tô năng đúc khá mạnh quê tí chắc cần quá quá tù bá đằng. Câu 5, câu 6. Chữ tát tô do cái đại từ tá, mà đại từ tá này được chia theo xuất xứ cách. Xuất xứ cách, xuất xứ cách mà
Như vậy thì xuất xứ chất banh chạm mi của pháp tiết về câu chảnh ha. Cho nên chữ ta biến thành tá tô. Do điều ấy, từ điều ấy hay là do vậy? Do vậy hay là từ điều ấy? Rồi chữ năng. Năng tức là do cái đại từ ena. Ena. Và đại từ này được chia theo đối các số ít. Đu tì gia vừa phát tí e có quá trình á. Cho nên chữ ena biến thành năng. Năng là người ấy. Năng là người ấy. Đúc khá mạnh quê tỷ. Đúc khá mạnh quê tỷ. Đúc khá mạnh tức là do chữ đúc khăn. Chữ đúc khăn. Chữ đúc khá được chia theo đối cách số ít. Cho nên đúc khá biến thành đúc khăn. Đúc khăn là khổ đau. Đúc khăn là khổ đau. Và anh quê tí, anh quê tí đây là một động từ số ít, đi theo, đi theo. Vậy thì câu số 5 này cho chúng ta ý nghĩa như thế nào? Ta tổ năng đúc khám mạnh quê tí, do điều vậy khổ đau đi theo người đó. Do điều ấy khổ đau đi theo người hay đi, hay là đi theo người ấy. Rồi câu cuối cùng. Chắc cần quá quá hạ tù ba đằng. Chắc cần quá quá hạ tù ba đằng. Chữ chắc cân do cái từ chắc cá. Chắc cá là một danh từ trung tính. Akran tanapum sắc định ga. Chắc cá ở đây được chia theo đối cách số ít. Đu tì giá vì phát tì giá câu quá trình á. Cho nên chắc cá biến thành chắc cân. Chắc cân là bánh xe. Chắc cân là bánh xe. Rồi chữ quá, quá do cái từ ý quá, một bất biến từ, có nghĩa là tự như, ví như, quá. Rồi, quá hát tô, đây là một hiện tại phân từ, số ít. Quá hát tô nó đứng trong cái dạng sở hữu cách, số ít. Tức là chát thí quy pháp tí e câu quá trình á. Quá hạ tô là của con vật đang kéo. Quá hạ tô là của con vật đang kéo. Rồi tiếp theo là chữ ba đằng. Con vật đang kéo mà cái gì? Cái gì nó kéo? Tức là nó kéo trên bước chân, đôi chân của nó. Bá đăng do cái từ bá đá. Bá đá là một danh từ trung tính. Akran tanapum sakam linga. Bá đá ở đây được chia theo đối cách số ít. Đu tì gia vì phát tì e có quá trình á. Bá đá biến thành bá đăng. Bá đăng là bước chân. Bước chân. Đôi chân. Vậy thì chắc cần qua quá hạ tô bá đằng. Ví như bánh xe đi theo bước chân của con vật đang kéo xe. Ví như bánh xe đi theo cái bước chân của con vật đang kéo xe. Rồi. Như vậy thì câu Phật ngôn đầu tiên chúng ta thấy rằng các pháp có tâm là sự dẫn đầu, có tâm là nổi bật, là vật tạo thành tâm. Nếu người nào nói hay làm với cái tâm xấu xa, do điều ấy khổ đau đi theo người ấy, giống như bánh xe đi theo bước chân của con vật đang kéo xe. Quý vị nghe thấy dài dòng ha.
nhưng mà ngắn gọn là ngài giới đức ha. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo, bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý chẳng hiền, bánh xe bọt kéo khổ liền theo sau. À, quý vị thấy gọn ha. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo, bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý chẳng hiền, bánh xe bọt kéo khổ liền theo sau. Nhưng mà ngài Hòa Thượng Giới Đức còn rắc rối ha, dài dòng. Nhưng Hòa Thượng Minh Châu thì có năm từ: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân kéo. Quý vị thấy càng ngắn càng gọn hơn nữa. Nhưng mà ngắn gọn dài dòng do gì? Do cái ý à, cũng do cái ý mà ra hết. Rồi bây giờ là 6:12, sợ có vấn đề duyên sự, quý vị nghe cùng có năm rõ. Chúng tôi đi vào duyên sự ha. Quý vị hoan nghỉ cái bài đầu tiên cũng là một bài quan trọng cho nên hơi dài dòng. Câu Phật ngôn này được Đức Phật thuyết ra tại thành Sawatthi. Nói về ai? Đó là trưởng lão Chakkhubala. Ở trong thành Sawatthi có một ông trưởng lão tên là Mahasuvanna, là một người rất là giàu có, gia tài rất là đồ sộ, sự sản kinh doanh, nhưng mà lại hiếm muộn con cái. Một hôm nhân dịp đi tắm ở bên tắm về thì dọc đường trông thấy một cây đại thọ tàn nhánh rất là xung xuê, và ông ta suy nghĩ rằng trên cái cây này chắc hẳn có những cái vị thần oai linh ngự trị. Vì nghĩ vậy, ông cho người dọn sạch nơi gốc của cây đại thọ đó, rồi xây một cái vòng tường rào, rồi cho trải cát ở bên trong. Rồi ông trần thiết cờ xí trang hoàng cho cái cây đại thọ. Xong xuôi ông khấn vái rằng: xin cho tôi có được một đứa con, dầu trai hay là gái, tôi cũng làm đại lễ để cúng đến tôn thần ở đây. Rồi khi mà nguyện như vậy xong, ông trở về. Thì không bao lâu vợ của ông ta thọ thai. Ông chăm lo thuốc thang, cơm nước đầy đủ cho bà để bảo dưỡng thai nhi. Rồi 10 tháng trôi qua, bà trổ sanh một mụn con trai. Ông Mahasuvanna tin rằng nhờ ta bảo hộ cho có cây đại thọ, nhờ có cây đại thọ mà ta đã cầu tử được một đứa con. Cho nên ông đặt cho nó là Bà La. Bà La là hộ trì. Cái đó bà là làm sinh thêm một quý tử nữa. Đứa con trai sau thì ông đặt tên là Chun La Bà La Tiểu Hộ. Đứa đầu gọi là Đại Hộ ha. Maha Bà La, đứa sau gọi là Tiểu Hộ, để cho nó khỏi trùng tên ha. Khi hai đứa nhỏ lớn khôn thì ông Mahasuvanna lựa chỗ xứng đôi vừa lứa để kết mối duyên lần. Tháng luộng ngày qua, lần lần ông bà trở thành người thiên cổ, và thế là tất cả gia sản được chia đều cho hai anh em. Và thời kỳ đó thì Đức Phật đã chuyển bánh xe pháp. Sau khi tuần tự hoằng hóa nhiều nơi, ngài tạm dừng tại thành Sawatthi và ngự trong đại tự Chetavana, do ông cự phú Anathapindika đã xuất của kho kiến tạo, và phí tổn các ngôi chùa này là 540 triệu đồng tiền vàng. Ở nơi đây Đức Phật đã khai thông con đường thiên giới, con đường đến Niết Bàn, và tiếp độ vô số chúng sanh chứng đắc thánh quả.
Đức Như Lai giữ lưu trú trong một cái mùa mưa 3 tháng tại ngôi chùa Nirodha, vốn là một cái công trình của hai lần 8 muôn 4 quyến thuộc ở trong hoàng tộc Thích Ca, tức là 8 muôn bên họ ngoại và 8 muôn bên họ nội. Thế mà tại đệ tử Chê Tâu Hoàn Á của ông Cấp Cô Độc, ngài đã ăn cư tất cả là 19 hạ. Và tại Đông Phương Tự của bà Quy Sa Kha, bà này đã cất quý tổn quý là 270 triệu đồng tiền vàng. Thì ở tại nơi này Đức Phật cũng ăn cư mùa mưa có 6 hạ mà thôi. Đó là nhờ công đức lớn lao của hai cái gia tộc này mà Đức Giáo Chủ đã được ăn cư trong khoảng thời gian 25 hạ gần thành Sa-va-thi. Ông Cấp Cô Độc cũng như bà Visakha là đại tín nữ, là đại thí chủ, hàng ngày hầu cận Đức Như Lai mỗi ngày 2 lượt, và họ chẳng khi nào đến chùa với tay không, vì mỗi lần từ nhà ra đi thì hai người đều nhớ rằng mấy cái vị sa di nhỏ nhỏ đang chờ ta đến dân cúng, và họ sẽ nhìn cái bàn tay của ta. Đi trước buổi ngọ thì bảo gia nhân cùng mang theo vật thực loại cứng loại mềm, đi sau ngọ thì họ mang theo 5 món thuốc ngừa bệnh, ví dụ như bơ, sữa, đường, mật, dầu ăn, v.v. và 8 thứ nước giả khác, tức là nước cốt trái cây như nước trăm, nước xoài, nước chuối, nước thanh trà, nước thị, nước cam, v.v. Còn ở tại nhà riêng của họ thì luôn luôn lúc nào cũng dự bị sẵn cái chỗ ngồi cho 2000 vị tỳ khưu. Về phần cơm nước này, thuốc men này, vị nào cần dùng cái món gì đều được cúng dường theo như ý muốn. Tuy nhiên không có ngày nào mà ông Cấp Cô Độc hỏi Đức Phật một câu về đạo lý. Theo truyền ngôn thì sẽ dĩ ông không vấn đạo, bởi vì ông quá tôn sùng ngưỡng mộ Đức Như Lai. Ông tự nhủ Đức Như Lai là một vị Phật chí tôn, một vị vương chí thánh, thuộc cái dòng dõi quyền quý cao sang. Nếu mà ngài thấy ta hộ độ rồi thuyết pháp cho ta nghe thì sợ rằng ngài pháp hao hơi tổn sức. Nhưng mà ông Cấp Cô Độc vừa an tọa thì Đức Phật lại nghĩ rằng cái ông này cứ lo gìn giữ cho ta ở chỗ mà ta chẳng cần phải gìn giữ. Trải qua 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, ta đã từng cắt cái thủ cấp khôi ngô tướng tú của chính mình, ta đã từng móc mắt, ta đã từng rứt cái thịt nơi quả tim của ta, ta đã từng đoạn đi và con yêu dấu nhất mà ta quý trọng, chẳng khác nào mạng sống của tự thân. Nhất nguyện để hoàn thành cái hạnh ba la mật, nó hồ có thể tuyên dương chánh pháp, phổ độ quần sinh. Riêng cái ông này thì cứ lo gìn giữ cho ta cái chỗ mà ta chẳng cần phải gìn giữ. Và thế là Đức Phật thuyết ngay một thời pháp. Và thời kỳ đó thì thành Sa-va-thi rất là phồn thịnh và đông đúc dân cư. Sau khi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp thì phần lớn nhập vào dòng thánh quốc chứng bậc thinh văn. Chư thánh thinh văn cư sĩ có 2 phần sự: buổi sáng thì lo để bắt hộ tăng, buổi chiều thì lo lễ vật để đi nghe pháp. Mà khi đi thì các vị ấy cầm hương hoa trên tay vẫn và dắt theo người để mang theo vải hoặc y, thuốc ngừa bệnh, nước giải khát, vân vân. Một hôm trưởng giả Mahabala trông thấy các thánh cư sĩ thinh văn đi chùa, trên tay có cầm hương hoa, mới hỏi: hàng đại chúng đi đâu mà đông vậy? Thì có tiếng trả lời: đi nghe thuyết pháp. Ồ, tôi cũng đi nữa. Và thế là trưởng giả Mahabala đã đi theo đám đông. Và khi đến nơi đảnh lễ Đức Bổn Sư, ngồi xuống một nơi sau cùng
ngoài vòng cứ tuần. Trước khi thuyết pháp thì chư Phật luôn luôn quán xét căn cơ và trình độ của thính chúng, rồi mới tùy nhân duyên mà giảng giải về cái pháp thọ trì quy giới, hoặc là pháp dứt gia, hoặc là cùng tự pháp chẳng hạn. Bởi thế, ngày đó Đức Giáo Chủ sau khi quan sát căn cơ trình độ của trưởng giả Mahāpālā, Ngài đã thuyết một bài pháp gọi là thuần tự pháp thoại Anubuddhikathā, có nghĩa là Ngài lần được giảng giải liên tục về năm pháp kế tiếp nhau, từ bố thí, trì giới, sự an vui nơi nhàn cảnh, cái tầng ngũ trần và phước báo của bậc xuất gia. Ngồi yên nghe pháp, trưởng giả Mahāpālā ngẫm nghĩ: khi mà mình lìa đời đi sang thế giới bên kia thì con trai con gái đều chẳng theo mình, nhà cửa ruộng vườn cũng đều bỏ lại, thậm chí cái xác thân này cũng không còn làm bạn đồng hành. Nào có chi mà ta mãi miết đeo theo cái gánh nặng của gia đình, ta phải xuất gia mới được. Rồi chờ khi dứt thời pháp, trưởng giả đến gần Đức Bổn Sư ngỏ lời cầu xin xuất gia nhập đạo. Đức Phật mới hỏi: ông có quyến thuộc nào để cần hỏi lại ý kiến từ giả gia đình hay không? Bạch Ngài, con còn có đứa em trai, vậy thì ông hãy về hỏi ý kiến của em ông đi. Dạ vâng. Sau khi đảnh lễ tạm biệt Đức Phật, trưởng giả Mahāpālā cho về nhà, cho mời trưởng giả Chūlapālā đến và bảo rằng: em à, tất cả tài sản hữu thức và vô thức, gồm có tôi tớ, súc vật, động sản, bất động sản, vân vân, ở trong nhà này anh giao hết cho em trọn quyền làm chủ. Ồ, thưa anh, còn anh thì sao? Anh sẽ đến xuất gia với Đức Tôn Sư. Anh ơi, sao mà anh nói những cái lời kỳ vậy? Từ khi mà thân mẫu từ trần thì em đã sở cậy chỗ nơi anh, thay vào chỗ mẹ, thay thế cho cha. Và lại anh là một bậc đại phú gia của tiền thừa thải, anh cứ ở nhà làm phước cũng được rồi, hà tất anh phải xuất gia như vậy? Em à, anh vừa được nghe giáo pháp của Đức Bổn Sư, Ngài đã thuyết một thời pháp tuyệt diệu, cả đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, giải rành về ba tướng mong manh, đó là vô thường, khổ não và vô ngã, khiến nghe qua ngán ngẩm sự đời, không thể tiếp tục ở nhà mà mong kiện toàn cái đạo hạnh cao siêu, cho nên anh phải xuất gia. Dạ thưa anh, hiện giờ anh cũng còn thanh xuân tráng kiện, vậy thì hãy nán lại, chờ khi nào già cả rồi hãy đi tu. Em ơi, con người mà khi già nua thì chắc chắn là tay chân không còn tự chủ, không thể điều khiển theo như ý muốn của mình. Chính ngay bản thân hãy còn như vậy, hào huống gì gia nhân quyến thuộc. Bởi thế anh không làm theo lời khuyên của em đâu, trái lại anh sẽ đi ngay bây giờ để thực hành đầy đủ về giới hạnh của một bậc sa môn. Anh này em, chỉ anh đã quyết, dù em có căn nhân cách nào anh cũng đi xuất gia mà thôi. Thế rồi bỏ mặc người em kêu gào than khóc, trưởng giả Mahāpālā dứt tình ra đi, đến chỗ Đức Thế Tôn đang ngự và xin được xuất gia nhập đạo với Ngài. Thọ của túc giới xong, vị tỳ khưu mới và ở chung cùng với các vị đại đức tăng để học tập thu thúc trong thời gian 5 năm. Đến mãn hạ thứ 5, làm lễ từ tứ xong, tỳ khưu Mahāpālā đến gặp bậc đạo sư và hỏi rằng: Đức Tôn Sư, trong tôn giáo của Ngài có bao nhiêu pháp chánh yếu để phải hành trì? Này tỳ khưu, chỉ có hai pháp tất yếu mà thôi, đó là pháp học và pháp hành. Bạch Ngài, pháp học là sao và pháp hành là sao?
tùy theo cái trí tuệ của mình học hỏi ôn nhuận một hay là hai bộ kinh hay là toàn bộ tam tạng, ghi chép lại Phật ngôn, rồi sau khi đã thành thục đem ra đọc tụng thuyết giảng để giáo hóa chúng sinh thì đó gọi là pháp học gần tha thù ra. Còn như cam chịu sống một cảnh thanh bần đạm bạc, vui thích ở nơi vắng vẻ hẻo lánh, ngày đêm hằng nhớ tưởng đến cái tính chất vô thường dị diệt của bản ngã, rồi bền chí kiên gian hành thiền cắt tuệ minh sát để dứt trừ phiền não, để chứng bậc vô sanh, thì đó là pháp hành. Bạch hỏa Đức Tôn Sư, đệ tử này là cũng đã cao niên xuất gia, không tham theo đuổi pháp học cho đến ngày thành tựu hoàn toàn. Còn pháp hành thì đệ tử có thể cho có kết quả mỹ mãn được. Xin Đức Tôn Sư truyền dạy cái đề mục cho đệ tử. Và thế là theo sự thỉnh cầu của tỳ khưu Mahapala, Đức Phật đã truyền dạy cấu tội đầu, tức là đề mục đến niệm cho đắc quả vô sanh. Sau khi đánh lễ từ tạ Phật đạo sư, vị tỳ khưu Mahapala đi tìm thêm được 60 vị tỳ khưu làm bạn đồng hành, rồi cất bước đi hành đạo. Đi được một quãng đường xa 120 do tuần, chư tăng đến một cái thị trấn nhỏ sát biên giới. Ngài Mahapala hướng dẫn cả đoàn chư tăng vào trong cái làng đó để khắc thực. Và dân chúng thấy các vị tỳ khưu đầy đủ oai nghi tế hạnh nên phát sanh cái lòng ngưỡng mộ. Họ bảo nhau sắp đặt chỗ ngồi tỉnh chư tăng an tọa và dân cúng vật thực ngon lành. Xong rồi mới hỏi rằng: Bạch chư đại đức, chẳng hay các ngài định đi đâu? Này chư thiện nam, chúng tôi đi tìm một cái chỗ tiện nghi, thuận cảnh. Và nghe đáp như vậy thì những cái vị trí thức ở trong nhóm người ấy tự nhiên hiểu biết rằng chư tăng đang cần có chỗ để an cư kiết hạ, cho nên họ thỉnh khéo à: Bạch chư đại đức tăng, nếu mà quý ngài có thể lưu lại nơi đây nhập hạ 3 tháng thì rất tiện bề cho chúng tôi có được một cái chỗ nương nhờ vững chắc để thọ trì tam quy và ngũ giới. Chư tăng mới suy nghĩ: chúng ta nương nhờ các gia tộc này hộ độ, may ra có thể tu hành, có thể coi như thuận tiện trong sự tu tập, cho nên quý ngài nhận lời cầu thỉnh. Cái nhóm người ấy sau khi được sự chấp thuận của chư tăng, họ khởi công xây dựng một cái ngôi tịnh xá, kiến tạo cơ sở cần thiết để cho chư tăng tùy nghi sử dụng lúc ban ngày hoặc là ban đêm. Rồi dân cúng tất cả đến chư tăng. Chư tăng chỉ còn cái việc là hàng ngày ôm bình bát vào thị trấn nhỏ để khất thực mà thôi. Trong khi ấy có một vị y sĩ tìm đến tịnh xá, hứa cung phụng chư tăng về phương tiện thuốc men. Ông nói rằng: Bạch chư đại đức tăng, chỗ nào mọi người ở đông đúc thì không sao tránh khỏi phát sinh ra bệnh tật. Vậy nếu mà trong quý ngài có vị nào đau yếu, xin quý ngài hoan hỷ báo cho tôi biết, tôi nguyện sẽ tận tâm chữa trị và cúng dường thuốc men đến quý ngài. Cái ngày làm lễ nhập hạ an cư, ngài Mahapala hỏi các vị tỳ khưu khác rằng: Này chư hiền hữu, trong 3 tháng này chư hiền hữu sẽ giữ mấy oai nghi, tức là đi đứng nằm ngồi 4 oai nghi ha. Mà ngài hỏi rằng giữ mấy oai nghi thì các vị đó mới nói rằng: Chúng tôi sẽ giữ hết 4 oai nghi, đi đứng nằm ngồi luôn. Thì ngài mới trách rằng: Nói như vậy có hợp thời hay không? Hỡi chư hiền hữu, chúng ta đương nhiên là không có buông lung phóng dật, vì trước khi đến tận chỗ này thì chúng ta đã thọ minh sát từ bậc đạo sư, và ân huệ của đức đương kim đại giác chẳng có thể hưởng được từ một cái thái độ lưng chừng. Trái lại, chúng ta phải có một cái thái độ dứt khoát, một tấm lòng thiết tha vì đạo mới được.
Và lại bốn khổ cảnh ác đạo nó hình như đang chờ sẵn chúng ta là những người phóng dật. Và kẻ nào buông lung ác kẻ đó như là đi về nhà của mình chẳng sai. Vậy thì chư hiền hữu hãy nên tinh tấn chống mạnh. Khi mà sắc tấn như vậy thì chư tăng mới hỏi: ồ, như vậy còn ngài thì sao? Ồ, phần tôi á, tôi nguyện sẽ giữ ba oai nghi. Tôi sẽ không đặt lưng nằm xuống trong ba tháng ngày này. Tức là đi, đứng, nằm, ngồi, chứ không có nằm. Thì chư tăng sa thủ sàng thờ, sa thủ bạch đại đức, chúng tôi cầu chúc cho ngài tinh thần đạt được sở nguyện. Rồi cuối tháng thứ nhất thì ngài Mahapala cảm thấy đôi mắt xuống sang vì sự bỏ ngủ. Rồi qua tháng thứ hai ha, qua tháng thứ hai thì cặp mắt toàn bị đau thật sự. Hai cái khóe mắt, nước mắt nó chảy xuống ròng ròng như hai cái vòi nước nó tuôn ra từ một cái lu bị lúng. Nhưng mà ngài vẫn tiếp tục hành thiền minh sát suốt cả đêm, mãi đến khi mà mặt trời sáng thì ngài mới ngồi vào trong cái tịnh thất, ngồi trong cốc. Rồi khi mà đến giờ đi bát thì các vị tỳ khưu đến ngài, bạch ngài đã tới giờ đi khất thực. Thế thì chư hiền hữu hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Rồi ngài cũng tự đắp y mang bát. Chừng đó thì các vị tỳ khưu mới nhận thấy hai mắt của ngài ràn rụa nước mắt, mới hỏi: bạch ngài, ngài làm sao vậy? Này chư hiền hữu, tôi đã bị gió làm cho con mắt nó xuống sang. Bạch ngài, cái vị y sĩ lúc nọ đã hứa với chúng ta là giúp chúng ta trị bệnh hay sao? Thôi để chúng tôi báo cho vị đó biết. Ồ, đúng rồi. Thế vị thì thưa bác vị y sĩ, vị này liền chế một cái thứ thuốc dầu gửi đến Duy Tăng, đem về dâng lên ngài Mahapala. Ngài vẫn giữ oai nghi ngồi mà nhỏ thuốc lên mũi. Nhỏ thuốc xong thì ngài đi vào làng. Vị y sĩ trông thấy mới hỏi: bạch ngài, nghe nói ngài bị trúng gió đau mắt phải không? Ừ, phải đó. Bạch ngài, thứ thuốc có dầu của tôi chế nhỏ lên thì tôi đã dâng lên ngài, ngài đã dùng chưa? Ta đã dùng rồi, này ông thiện nam. Rồi y sĩ mới nghĩ thầm rằng thuốc của mình chế nhỏ một lần là hết, nhưng mà vị này dùng rồi mà chưa hết bệnh là sao? Ông mới lên tiếng, ông hỏi: bạch ngài, chẳng hay ngài nằm hay ngồi mà nhỏ thuốc? Ngài Mahapala lập thinh, mặc dầu vị ấy lập đi lập lại nhiều lần, ngài vẫn im lặng không có nói. Vị y sĩ mới nghĩ rằng: ồ, ta sẽ đến tịnh xá xem qua chỗ ngủ của vị này. Cho nên ông mới nói rằng: thôi vậy cũng được, xin ngài cứ đi đi. Sau khi tiễn chân ngài Mahapala, vị y sĩ đi đến ngay tịnh xá xem xét chỗ ngủ của vị đại đức này, thì thấy gì có một cái chỗ ngồi để đi kinh hành, còn cái chỗ nằm thì không thấy đâu cả. Ông mới gặp ngài Mahapala và hỏi: bạch ngài, lúc nhỏ thuốc đó ngài ngồi hay nằm? Thì ngài Mahapala làm thinh. Và thấy như thế thì vị y sĩ mới khẩn khoản yêu cầu: bạch ngài, xin ngài đừng có làm như vậy, không nên. Một vị sa môn cũng cần phải bảo dưỡng cái xác thân này cho đầy đủ sức khỏe để mà hành đạo, thì yêu cầu ngài quan nghỉ nằm xuống nhỏ thuốc để cặp mắt nó được tốt đẹp. Rồi ngài mới đây trả lời rằng: thôi được rồi, đạo hữu cứ về đi, để ta bàn tính lại rồi sẽ quyết định. Lúc bây giờ thì ngài Mahapala không có gia đình quen thuộc ở nơi này để cùng thảo luận thăm dò ý kiến. Vì thế cho nên ngài tự mình hỏi lấy chính mình rằng: hỡi này Ba La Hiền Hữu, hãy nói cho ta biết hiền hữu
xem cái đôi nhục nhãn của mình hay là giáo pháp của Đức Phật là đáng quý trọng hơn. Và Ngài cũng tự hỏi câu hỏi của mình như vậy. Từ đời vô thủy dĩ mà đến bây giờ, trải qua bao nhiêu chìm nổi trôi dạt trong luân hồi, thì hiện hữu vẫn sống mãi trong cảnh đuôi mù tâm tối. Trong khoảng thời gian đó không đếm thể xiết có bao nhiêu trăm Đức Phật, bao nhiêu ngàn Đức Đại Giác đã thành đạo chứng quả. Còn kiến văn trí thức hiện hữu cũng chỉ có bao trùm thời kỳ của một Đức Phật. Trong số mà chư Phật quá khứ bây giờ thì hiện hữu đã phát nguyện trong cái hải này, ta sẽ có hiện hữu có đuôi mù hư hoại đi nữa cũng mặc kệ nó, để cho nó đuôi mù. Hiện hữu hãy cần kiên trì thực hành giáo pháp của Bậc Đại Giác mà thôi. Tức là ý của Ngài đã nói lên là đã phát nguyện trước Đức Phật là không có nằm trong 3 tháng. Vậy thì bây giờ mình nằm xuống là mình coi như tự dối lòng. Cho nên sự hỏi lại lương tâm đã có một cái sự khẳng định là coi như Ngài vẫn giữ con nghi ngồi như trước, lấy thuốc nhỏ lên mũi rồi đi vào làm thất thực. Các ông nghị sĩ này gặp lại lần nữa và hỏi bạch Ngài, hôm nay Ngài có nhỏ thuốc của tôi hay không? Có chứ sao không. Vậy thì bây giờ Ngài thấy hai mắt thế nào? Thì vẫn còn đau nhất như cũ. Ông Thiền Nam ơi, sao vậy? Ngài nằm xuống hay là ngồi nhỏ thuốc? Thì Ngài Mahabala làm thinh. Dầu cho vị y sĩ có hỏi đi hỏi lại nhiều lần, Ngài cũng không thốt ra một lời để đối đáp rằng tôi ngồi hay là tôi nằm. Khi đó thì vị y sĩ mới nói rằng Ngài đã không được tiện nghi thoải mái thì thôi, tôi yêu cầu Ngài từ nay về sau đừng có nói rằng tôi đã chữa trị cho Ngài, hoặc là cái ông thầy đó đã chế thuốc trị bệnh cho tôi. Mà tôi cũng có nhìn nhận là đã chế thuốc trị bệnh cho Ngài nha. Rồi Ngài Mahabala mới nói ta sẽ không nói gì hết. Rồi vị y sĩ không có cứu chữa cho Ngài Mahabala nữa. Ngài trở về tỉnh xá, lòng tự nhủ với nhau này ông Sa Môn Bà Lá ơi, thầy thuốc đã bỏ rơi ông thì bỏ, chứ ông đừng có bỏ rơi cái hạnh nguyện của mình tu tập nha. Rồi tự dặn lòng như vậy. Và Ngài tinh tấn nỗ lực với cái hạnh nguyện đầu đà không có nằm. Thì Ngài đã hướng được cái sự an vui, tức là dứt trừ được phiền não của nội tâm, chứng đắc được quả vị A-la-hán. Rồi đến giờ đi khất thực thì Chư Tăng mới đến thỉnh Ngài. Ngài cũng ngạc nhiên hỏi tới giờ rồi hay sao? Mình Ngài đã tới giờ rồi, nếu vậy thì chư hiền hữu hãy đi đi. Còn Ngài thì sao? Mắt ta không thấy đường rồi, này chư hiền hữu. Và các vị tỳ kheo sau khi nhìn thấy đôi mắt mù của Đại Đức Mahabala, tất cả đều động lòng. Nhưng mà tỏ lời an ủi, bạch Ngài, xin Ngài đừng có bận tâm, lo nghĩ làm cái gì. Đã có chúng tôi săn sóc, lo cho Ngài một cách đàng hoàng, tử tế. Alo, được rồi, nói nhiều quá không hay, hết giờ rồi. Là sau giờ 40 đã lố đi 10 phút. Thì để ý câu chuyện ở đây là khi đã phát nguyện tu tập, vị này phát nguyện rằng trong 3 tháng hạ nguyện không có nằm, tức là đi đứng ngồi chứ không có nằm.
tức là một cái hạnh đầu đà cao quý, mà nguyện như vậy suốt 3 tháng, cho nên mới phát sinh ra cái vấn đề do sự tinh tấn mà cặp mắt của Ngài bị mù. Tháng thứ nhất, tháng thứ nhì, và cặp mắt nó hành hạ. Để rồi tháng thứ ba là chuẩn bị ra, thì Ngài cặp mắt nó bị nổ tung đi. Nhưng mà khi cặp mắt nổ tung, cũng lúc đó Ngài đã có pháp nhãn, tức là đã diệt tận tất cả tham sân si ở nội tâm. Nhục nhãn thì không thấy được, nhưng mà pháp nhãn đã sanh khởi lên cho Ngài. Thì cái duyên sự dài quá đi, cho nên nói tóm tắt để cho quý vị thấy rằng trong cái sự tu tập, cũng do cái ác nghiệp quá khứ mà để cho Ngài bị đuôi con mắt. Và cái ác nghiệp đó có một cái sự tích khác nữa. Nhưng mà hôm nay chúng ta thấy sự làm việc của tâm rất là quan trọng. Các pháp nghĩa là tâm dẫn đầu, các pháp là chủ, là cái ý tạo tha. Thì Ngài phải hỏi lại chính bản thân của Ngài. Khi mà ông thầy thuốc hỏi có nằm xuống nhỏ thuốc không, thì Ngài mới hỏi chính cái tâm của Ngài và đưa ra quyết định là mình đã thực tâm tu tập, đã phát nguyện trước Đức Phật trong 3 tháng hạ này là mình không có nằm, mà bây giờ nằm xuống nhỏ thuốc, tức là mình đã gian dối, mình đã tự lừa gạt lấy chính bản thân mình, chứ không phải là lường gạt Đức Phật hoặc là các cái vị đồng hòa mạnh, mà lường gạt lấy chính mình. Rồi thôi, bữa sinh hoạt xin được kết thúc ở đây. Mới Phật lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hành bố thí và thâm thiền chuyển qua lực vô biên, chư toàn giác độc giác và chư văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tĩnh lạc. Ê tê nã sa chô á chê nã sô thư vô hô tụ sập bạch đà. Do lời chân thật này kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu tri thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy ha. Thôi xin phép quý vị đóng rung luôn ha. Hôm nay trễ giờ rồi, quý vị thông cảm nha. Xin phép được đóng rung ha.